cho anh em nè. À, mình đang quay nè, chợ hoa ở Bồng Sơn, Hoài Nhơn Bình Định. Thì hôm nay sáng ngày 29 Tết. À, nhân mình sẽ quay lại một số hình ảnh của chợ hoa. Nhiều nhân hàng mai bonsai, thì các bạn biết là mai bonsai là những thủ phủ là ở Bình Định, thì cái mai là ở Bình Định. Ở đây nó có nhiều các loài hoa như là mai cúc là nhiều anh em. Các loài hoa ở được lấy về ở Đà Lạt. Quất thì được trồng nhiều ở tỉnh Quảng Ngãi. Các anh em buôn lái ở Quảng Ngãi về quất. Quất là cây phong thủy, chơi với tượng trưng là xua đuổi ma quỷ và ý nghĩa tốt. Rất đẹp. Chỗ này để trưng những ngôi nhà rất tuyệt vời này. Làm gì vậy? À, YouTuber. YouTuber. Dạ. Cậu ba mặt miếng như bông cong mà YouTuber. Lớn nha, cái diện tích cái khu chợ hoa
tại thì Bồng Sơn cũng 1 hecta. Mình quay tổng thể cho em xem. Con đường ở khu chợ hoa có hàng ngàn hộ kinh doanh, chủ yếu là cây mai vàng, cây trưng tỉnh Bình Định, hoa cúc, quất, cái nền sen, cây mai vàng, lò hoa tượng trưng cho tỉnh Bình Định, quá tuyệt vời. Mua bán của người dân, người dân mua hoa về ăn Tết. Cả hai bên đường chợ hoa này rất lớn. Năm nay là những năm mà có thể nói là cái chợ hoa đầy đủ màu sắc, đa dạng. Chú Ngầu lên đây con đẩy xuống vô. Đây một gian hàng chơi những cái cây mai bonsai, một cái mặt hàng rất đặc trưng của tỉnh Bình Định, mai bonsai này. Mình sẽ quay một số cây bonsai vào đây để mình xem. Có gì coi chứ. Châu rất độc đáo, Hà Châu.
mâm xôi. Dòng này lần đầu tiên xuất hiện ở chợ Hoa Hồng Sơn. Dòng này thường các anh em lấy thương lái lấy từ các tỉnh miền Tây. Cúc mâm xôi các anh chỉ toàn hoa và hoa. Vàng đám mai đây đó là đám mai nó chưa bung bông, nó đẹp hơn cái đám mai ở đằng kia, nó dễ chọn hơn, nó bóng hơn, bóng mà ổn định. Đây là gian hàng các loại hoa mà treo. Các loại này các thương lái thường ở Đà Lạt. Có như rất nhiều hoa, rất nhiều loài. Quá đẹp. Đây màu sắc. Gian hàng rất người ta giới thiệu một cái mô hình toàn quốc, mô hình trồng thâm canh cây quất cảnh trong chậu, thì các anh em xem để ai cần thì có thể liên hệ địa chỉ như ta. Đây cảnh mua bán tấp nập diễn ra vào chiều 29 Tết tại thị trấn Bồng Sơn, Hòa Nhơn, Bình Định. Được người dân mua về để cúng Tết. Rồi, thôi rút đi. Đang đẹp. Đúng nhà đó thì sống nhiều. Tiền để là đang quặng món Tết. Thể hiện sự kỳ công của người trồng hoa. Bây giờ mua đó, 4 ngày. Giữa lần đầu là nó giật. Thank you.
Thấy không? Nó hơi thưa bông. Bông này không chê, nhưng mà nó thưa. Mình nói này tiền. Bông này cũng dè hơn, nhưng mà tôi không thích. Đây, cho nó là làm YouTuber mà. Dạ. Em bán chỗ kia. Ở đây nè. Chiều 29 Tết. Chiều 29 Tết tại thị trấn Bồng Sơn, Hội Nhơn, Bình Định. Tràn ngập hoa và ngò hoa. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Ai cũng muốn chọn cho mình một những cây hoa mà đẹp nhất để đem về nhà vào những ngày Tết. Có hoa đào. Hoa đào được mang từ ngoài cánh Bắc. Cả cái gian hàng hoa thì chỉ có một cái gian hàng hoa này là bán hoa đào. Nó trả 16 triệu rồi mà hạ giá gì nữa. 16 triệu. 11 lên bán cho. Dán tầm đà. Mượn cho chú Trường chạy về làm một chút nha chú Trường. Làm mà chị lên. Sầu. Chào bác Nhu nha. Một cây mai bonsai. Thái độ khủng không?
cái này được ghép cúc bi. Như đó đủ đủ nghe rồi, chạy bánh vô nha, bánh vô rồi. Ghép cúc bi thần cực quái này sầu á, thân thái độ khủng á. Cái này vành tầm 56, khoảng 56. Cây sâm núi kể luôn bao nhiêu chuẩn bị tới xong chưa? Trong quê có đâu, trong cộng thọ thì có một rồi, nói đơn giản rồi. Vậy được rồi, lai ra chiếc xe là thùng Tiger nữa, ok rồi. Gian hàng bonsai của cây cảnh Trường Thi, hay là bonsai Trường Thi vậy? Video này cũng đã dài rồi, mình xin nhắc lại anh em, đây là một chợ hoa tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hội Nhân, tỉnh Bình Định. Và mình xin chúc mừng các anh em năm mới. Xin kết thúc video tại đây.